Trong tất cả những bạn đang ngồi ở đây thì Trinh tin chắc là không có một bạn nào là không có ít nhất một sản phẩm có chứa treatment trong tủ đồ skincare của mình. Và cho bạn nào chưa biết thì treatment là dùng để trị những cái hoạt chất hóa học mà có khả năng tác động mạnh mẽ xâm lấn lên trên làn da của mình, có thể kể đến như là AHA nè, BHA nè, mạnh hơn thì có là BPO, đó là tension peroxide, hay là AA, azelaic acid, retinoin, retinoalpalin. Và không chỉ có một đâu mà còn có nhiều bạn có đến 3-4 loại nữa cơ, chẳng hạn như Trinh. Nhưng mà vấn đề ở đây là liệu rằng mọi người đã hiểu cách sử dụng những cái loại treatment này chưa, mọi người đã sử dụng đúng cách hay chưa. Một cái điểm Trinh hết sức lưu ý với mọi người là khi mà mọi người sử dụng treatment thì mọi người cần phải build cho mình, cần phải xây dựng cho mình một cái routine hết sức là đơn giản và nhẹ dịu để tránh cho làn da của mình bị tác động quá là over. Nên là trong video ngày hôm nay thì Trinh sẽ chia sẻ với mọi người một cái bước dưỡng da cực kỳ quan trọng trong suốt một cái chu trình skincare routine, không chỉ riêng đối với những bạn dưỡng da treatment mà đối với bất kỳ một cái skincare routine nào đi chăng nữa. Chính là bước làm sạch. Đặc biệt đối với da treatment thì Trinh sẽ thường ưu tiên lựa chọn những cái sản phẩm làm sạch, đặc biệt là sữa mặt nhẹ dịu nè, lành tính nè, để mà có thể cân bằng lại cho làn da của mình. Quan điểm cá nhân của Trinh thì sữa rửa mặt chỉ nên tập trung vào cái nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là làm sạch và duy trì được cái hàng rào bảo vệ da. Tốt nhất là nên chọn những cái loại sữa rửa mặt rất là nhẹ dịu, lành tính. Mà khi mà nhắc đến những cái loại sữa rửa mặt nhẹ dịu, lành tính thì chắc chắn là 9 trên 10 bạn ngồi đây sẽ nghĩ đến ngay cái bạn Centerfeel Gentle Skin Cleanser này, đúng không mọi người? Nhưng đối với bạn Centerfeel này thì Trinh tin là bạn này không chỉ phù hợp đối với những bạn mà đang sử dụng treatment mà còn phù hợp với tất cả mọi loại da sử dụng trong routine skincare hàng ngày của mình nữa. Nên là hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về bạn này một chút nha. Rửa mặt là bước đầu tiên cực kỳ quan trọng trong suốt một cái chu trình skincare routine. Khi mà mọi người làm sạch đúng cách thì da của mọi người mới khỏe và tạo điều kiện để có thể hấp thu các cái dưỡng chất ở tất cả các bước dưỡng da phía sau được cách tốt hơn và tối ưu hơn. Ở đây Trinh đang nhấn mạnh cái cụm từ là làm sạch đúng cách nha mọi người, chứ không phải là làm sạch căng, làm sạch kinh kíp. Và khi mà nghĩ đến các bạn Centerfeel Gentle Skin Cleanser này thì Trinh nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn nghĩ là bạn này chỉ kiểu làm sạch rất là nhẹ nhàng, sương sương, không có sạch gì đâu, đặc biệt là đối với những bạn da dầu. Vì bản chất bạn này thì quá là dịu nhẹ, lành tính mà còn không tạo bọt nữa, do là thành phần của bạn này thì hoàn toàn là không có xà phòng, cho nên là cũng dễ hiểu mọi người có những cái hiểu lầm như vậy. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà dùng các bạn Centerfeel này rồi thì sẽ biết là bạn này tuy dịu nhẹ, lành tính nhưng mà cái khả năng làm sạch của nó vẫn rất là ổn áp luôn. Trinh nhấn mạnh một lần nữa, đây là không phải kiểu làm sạch kinh kít nha. Những cái kiểu sữa rửa mặt mà làm sạch kinh kít á thì nó chỉ làm cho da của mọi người bị bào mòn, ngày càng yếu đi và ngày càng trở nên nhạy cảm hơn thôi, còn dễ bị kích ứng nữa. Khi mà da của mình được làm sạch đúng cách, có nghĩa là độ ẩm cần thiết được giữ lại, thì cái hàng rào tự nhiên ở trên da của mình sẽ không có bị suy yếu. Vì vậy thì da của mình mới khỏe, đẹp và đủ sức chống chọi lại những cái tác nhân có hại từ môi trường, chẳng hạn như là khói bụi, ô nhiễm, tia UV, vi khuẩn hay là hóa chất. Những bạn mà có hàng rào da bị suy yếu thì rất là dễ nhận biết luôn. Da của mọi người thì sẽ khô hơn rất là nhiều nè, dễ bị bong tróc, kích ứng, mẩn đỏ, rất là dễ lên mụn. Texture thì kiểu sần sùi, không có được mịn màng, trơn láng. Những bạn mà có cái hàng rào bảo vệ da bị tổn thương như vậy thì khỏi mong mà xài treatment luôn mọi người. Cho dù cái loại treatment đó nó nhẹ tới đâu thì tại vì nó sẽ không có chịu nổi. Khi mà da của mình quá là mong manh, dễ vỡ, kiểu đụng vào một chút là kích ứng liền, thì làm sao mà sử dụng được những cái hoạt chất hóa học có tính chất xâm lấn mạnh mẽ như vậy, đúng không? Cho nên là mọi người đừng có coi thường cái việc lựa chọn sữa rửa mặt nha. Không phải là chọn đại một loại sữa rửa mặt nào, miễn sao sạch là được đâu. Một chút về bản thành phần của bản Centerfeel này thì Trinh thấy là bản thành phần khá là lành tính, không hương liệu, không xà phòng, cho nên là trên da của Trinh một làn da rất là khô và rất là nhạy cảm, thì Trinh chưa bao giờ gặp bất kỳ một cái hiện tượng kích ứng gì khi mà sử dụng bản này cả. Cho nên là mọi người cũng đừng có nên quá là rập khuôn, quan trọng nhất vẫn là cái trải nghiệm thực tế ở trên làn da của mình. Đặc biệt Centerfeel là sữa rửa mặt số 1 tại Mỹ, luôn được các bác sĩ da liễu trên khắp thế giới khuyên dùng kiểu mấy chục năm nay luôn rồi, cho nên là kiểu phải an toàn lành tính như thế nào thì mới được tín nhiệm vậy, đúng không mọi người? Thậm chí là còn có thể dùng được cho trẻ em hoặc là những bạn nào mà da bị hậu quả từ việc sử dụng kem trộn hoặc là thuốc rượu mà đang cần phục hồi thì hoàn toàn vẫn có thể sử dụng cái bản Centerfeel này được luôn. Nói về bản thành phần thì
Trinh rất là ít thấy những cái bạn sữa rửa mặt nào mà có một cái bản thành phần cực kỳ minimal như là cái bạn Cetaphil này. Nhưng mà ngạc nhiên thay là khả năng làm sạch của bạn này vẫn rất là ổn áp, cho nên là những bạn mà da dầu hoặc là quá nhiều dầu vẫn có thể yên tâm về cái khả năng làm sạch của bạn này trên da của mình ha. Tại sao Trinh lại nói cái bản thành phần của bạn Cetaphil là một cái bản thành phần rất là minimal? Tại vì cái số lượng thành phần chưa đến 10 thành phần nữa mọi người, thì chủ yếu là công dụng làm sạch và giữ ẩm thôi. Và mọi người biết á, khi mà một cái bản thành phần có số lượng thành phần càng ít á, thì cái khả năng kích ứng không rõ nguyên nhân nó cũng càng ít. Tại vì cái số lượng thành phần chưa đến 10 nữa mà, mình bị kích ứng cái nào nhìn vào là biết ngay đúng không mọi người? Bản chất da của Trinh á, là da rất là khô, cho nên thường là Trinh chỉ sử dụng bản Cetaphil này vào buổi tối thôi. Còn ban ngày khi mà thức dậy á, thì Trinh chỉ rửa qua bằng nước, sau đó thì mình lau bằng toner thôi. Tuy nhiên có những ngày mà kiểu Trinh make up á mọi người, thì buổi tối về Trinh chỉ cần sử dụng nước tẩy trang, sau đó thì Trinh sẽ sử dụng cái bản sữa rửa mặt Cetaphil này, là Trinh cảm thấy da của mình nó đã khá là sạch luôn, không cần phải sử dụng những cái loại tẩy trang nặng đô như là dầu tẩy trang hay là sáp tẩy trang gì cả. Tuy là nó sạch như vậy nhưng mà cái bề mặt da của Trinh vẫn khá là đủ ẩm. Một phần Trinh nghĩ là do cái độ pH của bạn này ở mức khá là cân bằng, đâu đó tầm khoảng có 6.3 thôi, rất là gần với độ ẩm tự nhiên của da. Cho nên khi mà rửa xong thì mọi người sẽ thấy là một mặt thì bề mặt da của mình nó rất là sạch, rất là ráo, nhưng mà cái độ ẩm của nó vẫn còn ở đó, và quan trọng là cái texture của nó khá là mềm. Thì tại sao Trinh lại recommend cho mọi người sử dụng cái bản Cetaphil này để mà kết hợp vào cái routine treatment của mình? Tại vì đơn giản là vì cái bản thành phần của nó quá là nhẹ dịu, lành tính, nhưng mà cái khả năng làm sạch lại vô cùng hiệu quả, giúp cho da của mình không chỉ sạch nhưng mà còn khỏe nữa, để tạo tiền đề cho các cái bước treatment phía sau hấp thụ được tốt hơn. Nên là những bạn nào mà xài treatment thì cứ thoải mái sử dụng bản Cetaphil này trong routine hàng ngày của mình luôn cũng rất là ok. Những bạn da khô như Trinh thì Trinh recommend là một ngày sử dụng một lần vào buổi tối thôi, còn những bạn da dầu thì có thể là hai lần buổi sáng và buổi tối nữa ha. Khi mà da của tụi mình sạch nè, nhưng mà cái độ ẩm tự nhiên nó không bị mất đi á, thì nó sẽ hạn chế được một cái vấn đề là da tự tiết dầu thừa để bù đắp. Mà mọi người biết là khi mà da tự tiết dầu thừa để bù đắp thì nó sẽ làm cho cái tình trạng mụn của mình nó tồi tệ hơn đúng không mọi người? Cho nên nếu mà mọi người dùng kèm các bạn Cetaphil này với những cái loại treatment mà mạnh mạnh một chút á, chẳng hạn như là PPO nè, AA nè, Tretinoin nè, thì cũng sẽ rất là tốt. Và một cái nguyên nhân cuối cùng khiến Trinh recommend các bạn Cetaphil này để mà mọi người sử dụng trong routine treatment của mình á, tại vì thành phần của em ấy thì không xà phòng, không hương liệu, cho nên là nó sẽ không có làm cho da của mọi người bị kích ứng. Cùng là về chất liệu, thì đối với bạn sữa rửa mặt Cetaphil này, chất liệu là một cái dạng gel trong suốt, khi mà cho lên trên da thì nó khá là mát. Về cái khả năng tạo bọt thì Trinh thấy là gần như nó không có lên bọt luôn, và đây cũng chính là cái nguyên nhân khiến một số bạn cứ tưởng là như vậy thì nó không sạch, nhưng mà thật ra là sạch không tưởng đó mọi người. Cho nên là mỗi lần dùng á, mọi người cứ lấy một cái lượng vừa đủ thôi, không cần phải lấy quá nhiều đâu, vì cái khả năng làm sạch của nó vẫn rất là hiệu quả, như vậy thì mình xài cũng rất là tiết kiệm nữa. Nói chung kết luận lại á, thì đối với riêng cá nhân của Trinh, khi mà có bất kỳ một bạn nào hỏi Trinh recommend một cái loại sữa mặt nào đó, bất kể là loại da gì, nhu cầu da như thế nào, thì thường là Trinh sẽ recommend cái bạn Cetaphil Gentle Skin Cleanser này. Tại vì thứ nhất là nó rất là nhẹ nhàng lành tính như là nãy giờ mình phân tích, và cái quan trọng là nó rất là dễ mua luôn. Mọi người có thể mua ở những cái nhà thuốc uy tín nè, hoặc là mua trên các cái sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, đều có những cái shop mall chính hãng và thường xuyên có những cái chương trình giảm giá nữa, nên là mọi người mua thì sẽ rất là lợi. Để hết link bên dưới nên mà mọi người có thể mua sản phẩm chính hãng ở Việt Nam nha. Ok, thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu mọi người thích video này thì đừng quên hãy like cũng như là subscribe cho YouTube channel của Trinh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và Trinh sẽ gặp mọi người trong một video gần nhất. Bye.